có còn là con nữa không ba? Khi nghe ba kể về cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con bàng hoàng như người trời ơi, cái người mà tôi nhận tâm trẻ kinh xua đuổi lại là mẹ ruột của tôi, ngổn ngang bao nỗi sốt đau vô hạn. Ba ơi, con đã được dưỡng nuôi trong giàu sang nhung gấm, mà con không hiểu được từ cội nguồn đau khổ mẹ con đã cưu mang rồi sanh con ra trong cảnh cơ bần. Đời của mẹ con là chuỗi ngày đau khổ, mỗi ngày qua được tiếp nối bằng nỗi sầu thương, hiếu và tình đôi ngả dương dương. Mẹ của con đã hy sinh cho trước sau trọn vẹn, vậy mà nỗi khổ kia con nào đâu có sợ, rồi kết án để kinh tệ bạc năng lời. Con xin ba hãy tha lỗi cho con, đứa con ngu dại đã dội vàng nông cạn, trong cách nghĩ suy đã làm buồn lòng ma. Ma ơi, ma vẫn là ma của con với lòng kính trọng. Ma đã thương con bằng tấm lòng người mẹ, an ủi vô về từng đứa con đi. Con đã được lớn lên trong giàu sang và tình như biển cả bao la. Trong trái tim con bây giờ có hai người mẹ, không sanh có dưỡng, sanh dưỡng đau đồng. Ba ơi, những điều chắc ân con được cảm thông, vì con xin ba hãy an tâm mà tình như tình thần. Đôi con xin phép ma đi, con đi tìm mẹ để con xin được cảm ơn quý vị.